Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak sẽ bị thẩm vấn về tội hối lộ. Cựu Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak sẽ xuất hiện tại văn phòng công tố viên Seoul vào ngày thứ Tư 14 tháng 3 sắp tới để tham gia thẩm vấn về các cáo buộc rằng ông đã nhận hối lộ khi đang nắm quyền. Đây được xem là vụ bê bối tham nhũng chính trị cấp cao nhất tại Nam Hàn. Lệnh triệu tập thẩm vấn ông Lee được đưa ra khoảng một tháng sau khi các công tố viên kêu gọi bản án tù 30 năm đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye, người kế nhiệm của ông Lee. Bà Park đã bị phế truất hồi năm ngoái do bị cáo buộc tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Ông Lee Myung-bak từng là cựu giáo chức cấp cao của Hyundai Construction trước khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2007. Trong một cuộc họp báo vào đầu năm nay, ông Lee đã phủ nhận những cáo buộc vì cho rằng cuộc điều tra tham nhũng là một động cơ chính trị.